sao. Quay lại cái chiếc này cho các bạn mọi người xem nè, đó chạy xe công rồi, chạy dữ lắm các bạn, chạy xe công là chạy dữ lắm. Chào các bạn và mọi người nha, hôm nay thì mình cùng xem cái chiếc máy của ông anh, ông mới đóng 100 triệu các bạn, mình review cho các bạn và mọi người cùng xem thôi chứ không có buôn bán gì hết trơn á. Review cho mọi người cùng xem thôi, để mình leo lên mình quay cái đầu máy các bạn. Đây, xài vô lăng đây. Rồi cái đầu máy thì đầu máy Hyundai. Đầu máy 4, máy Hyundai. Số. Bữa hổm con máy này bữa hổm bị bể kết rồi phải không ta? Đây. Máy này cái kết này bữa hổm bị máy cài kéo bể phải không? Xuất hoạt động trên á. Phải không? Xuất hoạt động trên á. Vậy hả? Cái này con máy này thì anh chở được 120 cục, 120 cuộn gom đúng không? Khô chở 140 luôn. Khô chở tới 140 dữ anh ha. Này nó có cái thùng đằng sau nữa, xíu nữa nó chở thì mình vô đồng mình quay thêm đoạn video nó cho các bạn và mọi người cùng xem. Chiều ngang này thì chiều dài này dài lắm các bạn. Dài này đi con 6 mét. Chiều dài cái con máy này dài dữ hết ta. Nhiều mét anh? Hả? 6. Thùng không 5 thước á. Thùng này không 5 thước hả? Dưới đít này luôn. À, vậy là 6 mét mấy à? 6 mét mấy các bạn. Dài cũng cái bánh này thì cả 1 mét 2 các bạn. Cái chiều đứng lên nè, 1 mét 2. Nếu mà anh nói là đường anh nói mà nếu mà đất khô là anh chở cả 150 cuộn nữa mà đó, cái này mình review cho các bạn cho mọi người cùng xem thôi. Có ai có cái fan mà xài máy như thế này mà mình muốn coi thì mình coi đó. Máy khủng ảnh đang giác nữa mà xíu nữa thì nó chạy vô động thì mình quay thêm cho các bạn và mọi người cùng xem nó chở như thế nào mà. Đó, chiếc xe này thì không phải là chiếc xe hồi nãy mình review cái máy nha các bạn. Mình không biết con máy này là như thế nào. Nhưng mà cái xe này chở cũng khá là nhiều. Rất là nhiều luôn. Chắc ít gì cũng từ 120 cuộn á. Nó ngày qua là bị mắc mưa nữa các bạn mà còn chở nhiều cái đó đó. Trời, cái này là mùa mưa mà mình đang quay lại cái tháng này là cái tháng mưa. Do đó nên bị mắc mưa ít ít thì cũng phải lấy thôi chứ làm sao giờ. Đó, để mình quay lại chiếc xe 120 cuộn mình review cái máy nãy cho các bạn xem nè. Đây là chiếc xe 120 cuộn mà mình đã quay nè, giờ nó chạy vô đồng nó chở gom nè. Giờ đang xuống dốc để chạy ra ruộng. Cái thùng chiều dài của nó là 6 mét mấy các bạn. À, cái thùng này nè là chiều dài là 6 mét mấy. Đang lấy chớn để lên cái đê các bạn. Mình đang đứng trên cái đê. Đó. Thì cái chiếc xe này đang lấy chớn lên đê. Okay.
xe này thì mình không biết chính xác là bao nhiêu cuộn, nhưng mà mình thấy nó cũng rất là nhiều. Còn chiếc xe hồi nãy chạy vô đó các bạn, thì chiếc xe đó là 120 cuộn. Còn nếu mà trời nắng á, nắng tốt á, là nó nhẹ đó các bạn, thì mấy ảnh nói rằng là tới 150 luôn các bạn. Đó, giờ chiếc xe kéo gom 120 cuộn chạy ra lại nè các bạn. Nãy chạy vô rồi mình quay đoạn, giờ chạy ra mình quay cho các bạn và mọi người xem. Trăm hai chục cuộn đất khô thì hơn 120 cuộn, có thể nó chở lên đến 150 luôn các bạn. Đây là cánh đồng này, cánh đồng lạc quế của Chi Tôn, An Giang. Này đang bò qua cái mương các bạn, đầu bò xong rồi đó. Lên dốc luôn không? Lên cái đây. Lên cái đây luôn. Sửa gom lại. Hai chiếc này sao qua mặt trời, thêm chiếc nữa về lại. Dài 6 mét mấy rồi mà, xin nhắc lại là cái xe này dài 6 mét mấy. Động cơ Hyundai chở nhiều nhất là cả 150 cuộn, còn cái như thế này là 120 cuộn. Trên mình YouTube mình tên kênh tôi cũng có hộ rồi, cảm ơn anh. Cái đúng quê hương quá không? Rồi, cái đúng quê hương.